Giới ăn không đúng thời. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do vì nuôi lớn lòng tham bị cơ hiềm nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, thầy Nang Đà và thầy Bạc Nang Đà vào thành xem văn nghệ đến chiều tối mới về. Ca Lưu Đà Di chiều tối vào thành khất thực, đến nhà người phụ nữ có thai. Người đàn bà bưng cơm ra cúng, vừa bước khỏi cửa, trời sấm sét chớp sáng. Bà ta thấy thầy sợ quá la to: ma, ma, liền té quỵ. Thầy Ca Lưu Đà Di nói: chị ơi, tôi không phải ma, tôi là đệ tử xuất gia của Phật. Bà ta giận nói: Sa Môn Thích Tử, thà rằng tự mổ bụng chẳng nên đi khất thực ban đêm. Lúc tôn giả trở về kể lại cho các thầy nghe, các tỳ kheo ít muốn biết đủ bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni ăn không đúng thời, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy: thời là lúc trời vừa mờ mờ sáng cho đến giữa trưa. Thời gian này là đúng pháp, ở bốn châu đều như vậy. Nghĩa là tỳ kheo ni sống trong bốn châu phải y theo châu mình ở, bắt đầu từ lúc ánh sáng ban mai xuất hiện đến lúc mặt trời ở chính giữa, giữa trưa là ăn đúng thời. Vì rằng lúc mặt trời mọc ở Đông Thắng Thần Châu thì ở Bắc Cu Lô Châu là đúng ngọ, Nam Thiệm Bộ Châu là nửa đêm và Tây Ngưu Hóa Châu là lúc mặt trời lặn. Ở Đông Châu đúng ngọ giữa trưa, Nam Châu mới mọc, Tây Châu nửa đêm và Bắc Châu mặt trời lặn. Ở Đông Châu mặt trời lặn, Nam Châu giữa trưa, Tây Châu mặt trời mọc và Bắc Châu nửa đêm. Ở Đông Châu nửa đêm, Nam Châu mặt trời lặn, Tây Châu giữa trưa và Bắc Châu mặt trời mọc. Ni ở Nam Thiệm Bộ Châu, nếu đến ở ba châu kia thì phải theo thời gian châu đó mà ăn, chớ ăn quá giờ ngọ, cho nên gọi bốn châu cũng đều như vậy. Không đúng thời là từ giữa trưa hôm nay đến lúc trời chưa mờ sáng hôm sau. Luật Tát Bà Đa nói, từ sáng đến lúc giữa trưa là lúc mà người đời lo sửa soạn làm các thức ăn uống nên gọi là đúng thời. Từ trưa cho đến đêm tối là họ bày yến tiệc vui chơi. Lúc họ đang vui chơi mà tỳ kheo ni đi đến đó làm họ mất vui, sanh bực tức nên gọi là không đúng thời. Lại nữa, từ lúc sáng đến gần trưa là đúng thời khất thực, được vào làng xóm đi lại khắp nơi nên gọi là đúng thời. Từ trưa cho đến đêm tối nên ngồi chắp tay yên tĩnh hoặc tụng kinh tọa thiền đều là đạo nghiệp nên làm, không phải là thời gian để đi vào thôn xóm, cho nên gọi là không đúng thời. Thức ăn có hai loại là thức ăn phụ Khusani, gồm 5 loại thức ăn phụ, và thức ăn chính Bosani, gồm 5 món ăn chính như cơm, cốm, bánh, cá, thịt. Định tội. Tướng phạm của giới này là không đúng thời nhận thức ăn và ăn, một miếng nuốt là một tội ba vật đề. Nếu không đúng thời hoặc quá thời gian không đúng thời phạm ba vật đề. Thức ăn dùng 7 ngày mà để hơn 7 ngày phạm ba vật đề. Thuốc dùng trọn đời không có nhân duyên mà uống phạm tội. Không đúng thời biết là không đúng thời phạm ba vật đề. Không đúng thời nghi phạm đột kiết la. Không đúng thời tưởng là đúng thời phạm đột kiết la. Đúng thời tưởng là không đúng thời phạm đột kiết la. Đúng thời nghi phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành phạm tội này. 1. Không đúng thời nhận và ăn. 2. Nghĩ đó là không đúng thời. 3. Thức ăn đã nuốt qua khỏi miệng. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sayi, Sayini phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Bấy giờ có một tỳ kheo ni đi khất thực, thấy người ta làm đường tán đen có trộn các thứ khác vào cúng cho. Tỳ kheo ni e sợ dè dặt không dám ăn phi thời. Đức Phật dạy,
cho phép ăn không phạm vì cách làm như vậy. Từ kế ni Trung Hoa không dịch thẳng, chỉ dịch nghĩa là tạp vật, tức các thức ăn khác. Luật dạy, các tỳ kheo ni vào làng khất thực, thấy người ta làm đường phèn có trộn vào các thứ khác, thảy đều nghi, không dám ăn phi thời. Đức Phật dạy, cho phép ăn lúc trái thời vì cách làm là như vậy. Luật ngũ phần nói, khi làm đường phèn giả gạo trộn vào. Bộ bản thảo nói, ở Ấn Độ lấy sữa bò, bột gạo, đường cát nấu đặc lại thành đường phèn. Luật căn bổn Yết Ma nói, người Ấn Độ khi làm đường cát đều trộn bột gạo thật mịn, còn lúc làm đường phèn thì trộn sữa và dầu vào. Đức Phật cho phép dùng các loại đường ấy, nhưng đừng ăn thô tháo. Ăn là để nuôi thân tiến đạo. Khi tỳ kheo ni bị bệnh, uống thuốc sổ đã quá giờ ngọ một thời gian, bằng như nấu cháo vừa chín, nên lấy lúa mạch nấu, đừng cho bể vỏ, lược sạch lấy nước cho uống thì không phạm. Nếu ở ói ra dội nuốt xuống không phạm. Và ban đầu lúc Phật chưa chế giới. Hội tường. Luận Tỳ Bà Sa nói, từ khi Như Lai đản sanh trong Dương Cung cho đến lúc nhập Niết Bàn, khoảng thời gian ấy không ăn không đúng thời. Nghĩa là bản tính của chư Phật luôn trụ nơi trung đạo, không dính mắc hai bên, cho nên lìa bỏ ăn không đúng thời để tượng trưng cho trung đạo. Vì thế mới cho ăn lúc giữa ngày, nhưng cho ăn trước giờ ngọ là tiêu biểu cho tiền phương tiện, có nghĩa là chứng đạo, cũng giúp cho thân tâm hiện tại được lợi ích. Sau giờ ngọ không ăn thì ít ngủ, không lo cho bữa ăn tối, thân tâm nhẹ nhàng, an ổn, dễ nhập định. Vì có những nghĩa như vậy nên Đức Phật dạy chỉ ăn đúng ngọ. Bài tựa của luật Tỳ Ni Tự nói, tỳ kheo ni bị bệnh phải uống thuốc sổ, sau giờ ngọ bị mỏi mệt, Đức Phật dạy lấy bông lúa rang nấu nước cho uống. Uống rồi vẫn còn mỏi mệt không khỏe, Đức Phật cho lấy nước măng tre cho uống. Uống xong vẫn không bớt, Phật bảo lấy túi bỏ gạo vào, đem nấu chín ép lấy nước cho uống vẫn không bớt. Ngài dạy đến nơi kín đáo lấy gạo nấu cháo cho ăn. Bộ Nội Pháp Truyện nói, thức ăn còn dính trong răng, chất béo còn trên lưỡi, chưa dùng nước sạch súc miệng. Nếu có nước giải chảy ra nên nhổ đi, nếu quá giờ ngọ mà nuốt là phạm tội ăn phi thời.